Hello, tài chào cả nhà. Tài chào cả nhà cho đến đường like của tài cả nhà ơi. Đến đường like hôm nay tài lên cái đường like. Rồi cũng thông báo đến cả nhà ha. Một cái là cái tin nóng ha. Tin này một cái tin vui đến gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì nay là cuối tháng 11 ha, chuẩn bị bước qua đầu tháng 12 thì cái phiên tòa là sơ thẩm ha, họ được tòa án nhân dân thành phố là đưa ra xét xử. Thì tài cũng báo đến cho cả nhà mình một cái tin vui. Rồi những cộng đồng mạng, ông bà con bác anh chị em mà khán giả mà theo dõi kênh của tài và yêu quý là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì một cái tin mừng ha. Thì tương lai ha, tương lai thì gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh như là cô Sáu Hồng Phượng sẽ quay lại cái ngôi nhà số 8 ha. Thì quay lại ngôi nhà số 8 đó, để cho con vô ơn nó là cuốn gói nó về Đồng Nai nó làm MV ha. Đó, cuốn gói nó về Đồng Nai nó làm MV ha cả nhà. Thì bây giờ giấy tờ của nó là cả nhà hiểu rồi ha. Thì có những cái fan u mê muội đó nói là mình không biết lực ha, mình không biết lực này kia đâu. Xin miễn là con ruột hay con nuôi gì, miễn con nuôi hợp pháp thì nhận được tài sản của con người sĩ. Nhưng mà cả nhà đúng không, nếu hợp pháp thì cả nhà mình thấy hợp pháp mà đâu có đến nỗi mà hợp pháp về ở đâu quận Phú Nhuận là người ta bắt đơn của cô Sáu rồi, phải không cả nhà? Đó, nếu mà hợp pháp thì ở đâu quận Phú Nhuận là ở quận là ta bắt đơn cô Sáu rồi. Cô Sáu không có được quyền mà nói, không có được quyền mà tranh chấp gì cái tài sản gì. Bây giờ là quận chấp nhận cái đơn của Sáu và chuyển lên là tòa án thành phố thụ lý, thì cả nhà đủ hiểu rồi đúng không? Thì phản lại cái giấy tờ của nó như thế nào, bởi như cái fan u mê đó nó cứ nói là nó là cứ bây giờ là không phải con ruột nữa mà con nuôi là con nuôi hợp pháp là được ha, là được là thừa kế thứ nhất. Thì đúng, nếu mà con hợp pháp là hàng thừa kế thứ nhất thì con vô ơn tổ hú này nó được nhận là tài sản của con người sĩ để lại đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không hợp pháp là sao, đúng không cả nhà? Nó không hợp pháp thì nó sẽ ra đường thôi, nó không hợp pháp thì nó sẽ ra đường thôi. Bây giờ mày lo mày làm MV đi ha, mày lo mày làm MV đi rồi mày chuẩn bị ha. Thì dữ lắm là cả nhà đầu tháng 12 cả nhà, dữ lắm là nửa tháng 12 thì phiên tòa sẽ là sơ thẩm là sẽ diễn ra đó. Mày MV mày mà dữ ăn, từ nào giờ tao mới thấy cái MV mày thiệt. Con tu hú vô ơn này nó ra MV cả nhà thiệt. Rồi luôn có cái thằng công ty để nó công ty đó nè, công ty truyền thông đó nè, việc nó làm riết là cái nền sân khấu này là âm nhạc ca nhạc gì cải lương này kia rồi chắc hết ai dám xem lại dài. Nền sân khấu nước nhà rất từ từ đi xuống quá, nó lên MV bán cá mà lên MV triệu view nó, rồi ca hát nhép nó, rồi vợ chồng chuột nó nói là bây giờ là nghệ sĩ nào cũng hát nhép hết nó. Thì không khác nào chứng tỏ rằng bấy lâu nay là tất cả nghệ sĩ nào cũng lường gạt cộng đồng khán giả hết. Thiệt biết là ai mà khùng điên ngu gì đâu mà bỏ tiền ra đi mua vé coi cả nhà. Biết rồi. Tài thấy biết là cái nền sân khấu cải lương rồi âm nhạc hay là cái gì thì rồi thấy chắc cũng phải từ từ đi xuống quá. Cũng vì cái drama này mà nó lộ ra quá trời luôn.
rồi một công ty thiền thông như vậy, cổ xí đồ ha, cổ xí đồ đưa lên, trời ơi bán cá mà ca như thùng thiết bể, mà chỉ có 2 ngày 3 ngày 1 triệu mấy view, còn lên nữa cả nhà thấy không, biết rồi thôi, ai mà đi ấy chi nữa, người ta thấy có tiền ta bỏ ra thôi, ta đi bỏ ra, có tiền ta đi bỏ ra, ta làm MV rồi cái người ta mua view, mua like rồi người ta cũng lên 1 triệu view rồi nha. Phải nói nền âm nhạc sân khấu nước nhà ấy càng ngày càng đi xuống, cũng cái drama này nó nổi đình nổi đám lên, con vô ơn tô phú rồi vợ chồng chục cái chục đực quá khủng khiếp ở nhà. Thì bây giờ là mày thì con vô ơn tô phú nữa nè, mày làm gì làm cho giữ đi ha, tới đầu tháng 12 này vẫn từ thứ nhất từng thứ hai gì đó cả nhà, thì phiên tòa sơ thẩm này nó sẽ ra trắng ra trắng, đen ra đen, ai đúng ai sai ha, ai được là thưởng tài sản của nghệ sĩ để lại thì cả nhà mình sẽ biết ha. Nhưng mà cái đường thì gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ là cô Sáu Hồng Phượng, chú Bảy, thì là nguồn tin ha, này là nguồn tin bên lề thôi nghe cả nhà, bên này bên lề thôi chứ cũng chưa có kiểm chứng, thì là chắc niềm vui sẽ đến với gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ là 90% cả nhà ha, 90% cả nhà cứ yên tâm mà ủng hộ cho gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ nói vậy đó. Thì thôi thì hôm nay thì cài lên cái clip này ngắn gọn để thông tin đến cả nhà về là cái chuyện tranh chấp tài sản gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì thông tin cho đến cả nhà mình biết, niềm vui sẽ ập đến ha, niềm vui ập đến bất ngờ cho gia đình là cô Sáu Hồng Phượng, chú Bảy đó. Thì cả nhà mình xem này nhớ cho mình một like một lượt chia sẻ ha, một lượt like một lượt chia sẻ cả nhà, nếu yêu thích kênh của Tài cho Tài một lượt like một lượt chia sẻ. Thì cũng mong muốn cả nhà mình có xem cái đường like này thì rồi một chút xíu nữa là cả nhà mình xem Tài like trực tiếp ha, Tài like trực tiếp lên cho cả nhà mình xem ủng hộ ha cả nhà. Thôi Tài cũng buổi tối rồi không có gì hơn, Tài cũng chúc cả nhà mình luôn lúc nào cũng là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, gia đình luôn lúc nào cũng là dạng sự dĩ muốn ăn. Thôi Tài xin kết thúc đường like đây, hẹn cả nhà mình tối đêm nay là Tài lên đường like trực tiếp để phát lên cho cả nhà mình xem ủng hộ mình nha cả nhà. Thôi Tài xin một lần nữa Tài xin chúc cả nhà mình vui vẻ. Thôi Tài xin dừng đường like ở đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều.